Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kẹt Tương Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay muốn gửi đến cho quý khán giả một cái đoạn video ngắn rất là hấp dẫn. Kính thưa tất cả quý khán giả, về việc bà Nguyễn Phương Hằng đi tố cáo ông thằng Y Lăng Băm, đến giờ phút này thì chúng ta cũng đã rõ. Kể từ khi bà Hằng lên tiếng, thì cơ quan chức năng cũng đã chỉ đạo vào cuộc xác minh và truyền thông báo chí cũng đã đi đến phỏng vấn các gia đình của nạn nhân. Cái kết là ông này chữa bệnh 3-0. Thứ nhất là chữa bệnh không có bằng cấp. Thứ hai là chữa bệnh không có hiệu quả. Thứ ba là chữa bệnh không có lấy tiền. Vậy dư luận và cộng đồng đang có 3 cái câu hỏi đặt ra. Thứ nhất, tại vì sao ông này chữa bệnh không có bằng cấp mà vẫn đi hoạt động, hoành hành trong suốt khoảng thời gian hơn 14 năm qua? Phải chăng có một sự ưu ái nào đó dành cho cái ông này? Cái câu hỏi thứ hai, vì sao ông này chữa bệnh không có hiệu quả mà trong suốt mười mấy năm qua ông đi đâu cũng dắt theo rất nhiều những con nhan đệ tử và tổ chức rất nhiều nơi để khám chữa bệnh cho nhiều người, mà đến giờ phút này đó chưa có bất cứ một ai lên tiếng là xác nhận tôi đã từng được ông này chữa hết bệnh câm điếc và bây giờ tôi cũng đã nói chuyện được. Và cái câu hỏi thứ ba là cực kỳ quan trọng, ông này chữa bệnh không có lấy tiền của bất cứ một ai, vậy trong suốt cái hành trình 14 năm ổng đi đâu cũng dắt theo rất nhiều những con nhan đệ tử, kể cả đi Mỹ, một cái đất nước rất khó nhập cảnh, mà ổng đi một lần ổng dắt mấy chục đồ đệ của ổng đi qua đó để chữa bệnh, mà chữa bệnh không hiệu quả, mà chữa bệnh không có lấy tiền. Vậy cái câu hỏi đặt ra, ổng không lấy tiền, rồi cái hành trình 14 năm qua ổng lấy cái gì mà ổng nuôi lính của ổng? Thì đến giờ phút này chúng ta cũng thấy đổ vỡ ra, có một số người rất giàu có đó quý khán giả bị lừa, có thể người ta không dám lên tiếng. Còn khi bà Hằng lên tiếng đó, thì thấy gia đình của bà Hằng không là cái số tiền lên đến vài trăm tỷ. Rồi chưa tính là ông Quỳnh Vĩ Dũng. Rồi tôi biết đâu phía sau đó có một cái nạn nhân nào khác nữa là chưa có dám lên tiếng để tố cáo ông này. Tại vì người có người người ta sĩ diện và người ta không đủ mạnh dạn, can đảm để người ta đứng lên là người ta vạch trần cái bộ mặt của cái tập đoàn này. Vì bà Nguyễn Phương Hằng là cái sức mạnh rất lớn, mà thời gian qua quý khán giả thấy cũng phải lên bờ xuống ruộng. Và cái kết ngày hôm nay là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Đó cũng là cái bài học rất lớn, cho nên một số người có thể người ta bị mắc tiền mà người ta bỏ, người ta không dám đứng lên để tố cáo. Tại vì khi mà đứng lên tố cáo thì nó cho con nhan đệ tử điện thoại hay là hăm dọ này nọ nó kia đủ thứ hết trơn á. Rồi sau khi bà Hằng đó, quý khán giả nhớ lúc đầu tiên khi bà Hằng và ông Dũng quyết định vạch trần cái tên Lăng Băm này ra trước cái ánh sáng đó, là bà Hằng đã tính rồi 60% là được người dân đồng tình ủng hộ, 30% là dựa vào luật pháp, 10% là cái nhóm Antifan, là cái nhóm tập đoàn mà đang đánh phá vào phía gia đình của bà Hằng như hiện nay đó. Thì cái đó là cái sự tính toán rất là thành công và cũng rất là chính xác. Còn một số người nói rằng bà Hằng á, tại sao bà vô duyên như vậy, bà tự nhiên bà kêu ông Hề 14 tuổi vô làm cái gì, bà tố cáo ông thằng Y Lăng Băm lừa đảo gia đình bà mà bây giờ bà lại kéo ông Hề 14 tuổi vô đây làm chi? Quý khán giả nói cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi. Khi bà Hằng bị ông Lăng Băm lừa đảo đó, là ông này đã có cái tâm thư xin trả lại tiền rồi. Nếu gia đình ông Dũng bà Hằng chấp nhận một cái sự im lặng là không nói đến đó, thì nó trả tiền là hết tất cả. Nhưng sau khi nói về cái vấn đề chữa bệnh là liên quan đến dư luận cộng đồng và cái trách nhiệm của ông Hề 14 tuổi đó, là buộc ông phải lên tiếng. Tại vì ông này là người của công chúng mà, là nghệ sĩ, là cây đa cây đề, thì buộc phải lên tiếng trước người dân. Ông này phải chữa hết bệnh hay không? Tại vì trước đây nó từng xuất hiện tay trong tay và vui cười trong rất nhiều cái video. Và đây có một cái đoạn video ngắn tôi xin gửi đến cho quý khán giả nha. Để tôi cũng để xa xa tới xíu. Đây. Thấy ai chưa? Đây là ông Tiến nè. Ông Hề 14 tuổi nè. Ông thằng Y Lăng Băm ngồi bên đây nè. Đấy. Ông thằng Y nè. Ông Hề 14 tuổi nè, ông Tiến nè. Từ khi bà Hằng lên tiếng á, là ông Tiến cũng đã lên tiếng luôn, tố cáo ông thằng Y Lăng Băm, và ông Tiến cũng là một cái nạn nhân của ông Lăng Băm này. Còn ông Hề 14 tuổi thì chọn cái chế độ im lặng, không bàn luận đến cái câu chuyện này. Và ngay sau khi bà Hằng đụng đến đó, thì có một người nào đó ẩn danh
núp phía sau, điện thoại cho ông Huỳnh Uy Dũng là để gây áp lực, yêu cầu ông Dũng nói bà Hằng, nói ai cũng được, đụng ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép đụng đến ông Hề 14 tuổi. Và cái nhân vật đó là ai thì còn là một cái ẩn số. Có người thì nói cho rằng ông này là ông Zidane, nhưng mà tôi thì tôi không biết có chính xác hay không, như quý khán giả thông tin không biết chính xác hay không, mình không có nói bậy được. Nhưng mà ít nhiều gì mình là người của công chúng, mình phải lên tiếng quý khán giả. Trước đây thì cũng đã từng tay trong tay như thế này mà mình không lên tiếng thì dư luận người ta bức xúc lắm. Có thể nếu như ông này mà ông lên tiếng á, là ông sẽ lấy được rất nhiều cái tình thương của công chúng. Thí dụ ông lên tiếng, ông nói chị Hằng ơi, trước đây tôi cũng từng ngộ nhận như chị, và tôi không có biết ông này chữa bệnh có hết hay không, cho nên tôi đi theo ổng. Bây giờ khi mà tôi nghe chị nói như vậy, tôi mới thắc tỉnh, tôi biết ra là tôi suy nghĩ lại là ông này ông chữa bệnh không có hết. Thì mình nói một tiếng đi, sẽ được rất nhiều người người ta yêu mến. Mà đằng này ông này ông im lặng luôn, ông không nói, không đề cập gì hết. Mà trong khi bà Hằng có nói là ông này đã từng cử 20 đệ tử đi học ở trường trung cấp Tây Y về để nói gót theo cái con đường chữa bệnh của ông thằng Y Lăng Băm, thì khi mình nghe đến cái vấn đề đó đó, mình còn cảm thấy bức xúc nhiều hơn nữa quý khán giả. Tại sao ông này ông cũng đã đi theo ông Lăng Băm, rồi bây giờ ông cử đệ tử ông đi học về để nói gót ông thằng Y Lăng Băm nữa, nhưng mà bây giờ bà Hằng người ta yêu cầu lên tiếng chữa bệnh là có hết hay không? Đơn giản chỉ có cái từ hết và không. Mà hơn 2 năm qua thì ổng không có lên tiếng luôn ha. Nhưng mà đến giờ phút này thì bà Hằng bác cũng nóng vội và có những cái phát ngôn cao trào đó, thì ông này ổng làm đơn ổng tố cáo bà Hằng. Bây giờ ông này cũng được cơ quan chức năng là công bố cái kết luận là ông này là bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng ha, và một trong số 10 người bị hại của bà Hằng. Nhưng mà cái đó là thông tin như thế nào thì chúng ta chờ sau này nữa nha quý khán giả. Quan trọng là còn ra tòa nữa. Còn quý khán giả nhìn cái video đi, thấy họ cười rất là hớn hở, rất là vui vẻ ha. Cái video này được đăng vào tháng 1 năm 2021 nha quý khán giả. Là chỉ sau đó khoảng một tháng mấy thì bà Hằng phanh phui ra đó. Tháng 1 năm 2021 thì hình như là đầu tháng 3 là bắt đầu cái câu chuyện drama này. Đầu tháng 3. Đấy. Bình thường vui vẻ thấy ghê không? Ông Tiến cũng là người bị hại nha, nhưng cũng là một nạn nhân của ông thằng Y Lăng Băm về cái vấn đề lừa tiền đó. Nhưng mà quan trọng là cái nhân vật đứng phía sau kìa. Cái nhân vật nào mà gọi điện thoại cho ông Dũng á, yêu cầu bắt buộc bà Hằng phải im lặng á, cái đó mới là cái vấn đề quan trọng nha quý khán giả. Bà Hằng bà đó bà cũng không có sợ đâu, bà không có sợ đâu quý khán giả. Ăn ngay nói thẳng, có nói có, không nói không à. Từ cái chỗ đó bà Hằng bà mới gặp nạn thôi. Chứ nếu như bà Hằng bà nhát một chút hoặc là bà thận trọng một chút xíu với quý khán giả thì đến giờ phút này cái câu chuyện nó không có cao trào ha. Chỉ có cái nóng quá vì con nhan đệ tử tập kết với nhau chửi bới nhục mạ quá trời nhiều rồi, đâu có chịu nổi được. Ai là cái người đứng sau nha, để coi cái ai là cái người đứng sau là để gây áp lực cho ông Dũng, yêu cầu bà Hằng nói ai thì nói, nhưng mà tuyệt đối không được đụng đến ông Hề 14 tuổi. Đã. Rồi sau đó khi bà Hằng bà quyết luôn, bà Hằng bà nói nếu ông Dũng mà cản bà đó, không cho bà nói đó, thì bà chấp nhận ly hôn. Đó, rồi bà mới quyết định bà kéo ra ánh sáng về cái vấn đề tiền từ thiện. Rồi sau khi từ cái vấn đề tiền từ thiện đó, rồi quý khán giả thấy con nhan đệ tử tập kết với nhau tấn công bà Hằng một cách kịch liệt luôn, vô tội vạ luôn. Nhưng mà sau khi bà Hằng mà bị khởi tố bắt tạm giam rồi đó, thì tất cả bọn họ im lặng hết trơn nha quý khán giả. Im lặng sạch sẽ hết trơn, không có ai dám lên tiếng, không nhúc nhích luôn. Và cái nhân vật quan trọng nhất trong đây vẫn là ông Lăng Băm nha. Ông Lăng Băm ổng tung ra cái đoạn ghi âm nha. Rồi cái tin nhắn mà như bà Hằng gửi cho ổng đó, như là tôi không biết có không nha, không biết có hay không. Cái hình ảnh cho rằng bà Hằng ở trần nó gửi cho ổng đó. Tôi thấy những cái tin nhắn nó chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội cho. Nếu mà có thật á, mà chia sẻ cái bài đó đó, cũng vi phạm pháp luật chứ không phải là không đâu nha quý khán giả. Cái đó là xúc phạm, nhục mạ uy tín danh dự của ta đó. Tung cái toàn tin nhắn đó lên là nhằm mục đích là hạ bệ, hạ nhục cái uy tín của ta đó. Là cái hành vi trước khi mà tung cái đoạn ghi âm ra là có một cái hành vi rất là rõ nha. Cho nên tôi tin chắc rằng sau này cơ quan chức năng người ta cũng làm ra hết về cái vấn đề đó. Để mình để coi cái sắp tới đây cái câu chuyện như thế nào nha quý khán giả. Coi cho như thế nào. Nhưng mà gần đây thì chúng ta cũng không có thấy cái thông tin gì, cũng không có cái thông tin gì mới mẻ. Đấy. Trước kia thì tay trong tay cười vui đùa giỡn hết rồi ha, rất là hồn nhiên.
Nhưng mà đến khi lên tiếng kêu yêu cầu lên tiếng thì lại không lên. Một tiếng đơn giản chỉ là chữa hết bệnh hay là không hết bệnh thôi, không lên. Song song với cái hành động không lên đó thì hàng ngàn con nhân đệ tử tập kết tạo ra rất nhiều trang Facebook ảo trong và ngoài nước, chửi bới, nhục mạ rất là nhiều. Một người phụ nữ thôi, tôi nói quý khán giả, người đàn ông mà chửi người phụ nữ thôi, người phụ nữ ta cũng xấu hổ, ta cũng làm không lại nữa. Mà đằng này hàng trăm hàng ngàn con người đàn ông sức già dai gọng ra chửi bới nhục mạ người ta, làm sao người ta chịu nổi. Cơ quan chức năng người ta cũng xem xét là bà Hằng về cái động cơ nào, có mục đích nào. Và cái danh sách bà Hằng có tố cáo rất là nhiều rồi. Những kẻ này phải trả giá trước pháp luật chứ không bao giờ chạy khỏi đâu. Tôi tin cũng chắc rằng không bao giờ chạy khỏi. Tại sao ông Tiến ông bị gạt đó, ông dám mạnh dạn ông lên tiếng mà còn ông Hề là lại không? Mà trong khi mình là người của công chúng, mình xuất hiện tay trong tay mà đâu phải là không có đâu. Không có thì bàn dân thiên hạ người ta đâu có nói chi. Đó, tôi đưa cho quý khán giả cái đoạn video từ xa xa ha, tôi không có quay cái mặt của người ta rõ nha. Để quay cái mặt nhiều khi khó lòng lắm quý khán giả. Trong lúc này thông tin nó nhạy cảm lắm, khó lòng lắm. Cho nên chỉ đưa sơ sơ vậy thôi để cho quý khán giả thấy. Đó, không phải tự nhiên mà bà Hằng bà kêu tên làm gì. Bà kêu cũng đều có cái lý do. Một số người nói bà vô duyên quá, tự nhiên người ta không liên quan bà kêu. Sao không liên quan? Cái câu chuyện chữa bệnh là câu chuyện của dư luận cộng đồng chứ không phải của gia đình bà Hằng. Nếu bà Hằng bà chấp nhận thì bà lấy lại cái số tiền đó rồi bà im lặng rồi, đúng không? Bà chấp nhận bà im lặng thì bà lấy lại cái số tiền đó là xong phim này. Đã có cái tâm thư yêu cầu trả lại tiền luôn mà bà Hằng bà nói rồi, bà quyết chơi rồi, bà chơi là phải ra ánh sáng luôn. Đó, kéo ra luôn. Đó, thì cũng nhờ bà Hằng, nếu không nhờ bà Hằng là 2 năm nay coi nó chữa bao nhiêu người nữa. Nó kéo lưỡi vỗ tay, bú cổ, què sụi đuôi mù, câm điếc vô, nó làm loạn xạ chứ còn ai. Thấy cái hình ảnh vậy làm sao mà không bức xúc. Trong khi ông là một người của công chúng, ông cử 20 đệ tử đi học để nói gót ta nữa. Chữa bệnh không biết có hết không mà cử thêm đệ tử đi học để về nói gót nữa, dữ dằn thiệt. Đấy, đi chữa bệnh không hết bệnh, không lấy tiền mà nuôi lính ghê không? Nuôi mấy chục lính mà nuôi mấy năm nay, nuôi mười mấy năm nay mà đứa nào cũng giàu, bây giờ tiền quá trời tiền. Đụng tới tiền kinh khủng luôn. Rồi, thôi chia sẻ cùng quý khán giả tới đây nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều nha. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe nha. Quý khán giả thương thì đăng ký kênh, like, ủng hộ em nha quý khán giả. Bye bye.